Người phụ nữ vác hòm đạn gấp đôi trọng lượng cơ thể, Ngô Thị Tuyển. Bà Tuyển dù chỉ cao 1m4, nặng 42kg nhưng đã vận chuyển trên 30 tấn đạn, vác cùng một lúc hai hòm đựng đạn nặng 98kg. Sau khi xung phong gánh cơm ra trận địa cho bộ đội, bà lại xung phong đi vác đạn, gặp phải hai hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, anh em dùng thuổng bật ra để vác nhưng chưa được. Sợ chậm chế ảnh hưởng đến chiến đấu, bà Ngô Thị Tuyển ghé vai, vác luôn hai hòm đạn nặng 98kg vượt qua đê, chuyển ra bờ sông tiếp viện kịp thời cho anh em bộ đội chiến đấu. Bạn nghĩ động lực gì đã tiếp sức cho anh hùng Ngô Thị Tuyển? Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.